Rồi, hello, chào mừng quý anh chị đã trở lại với kênh Mỹ Mô Tô của em nha. Hôm nay thì có mặt tại cửa hàng xe mới ở Bình Dương nha anh chị các bạn. Và tiếp tục cập nhật cho các bạn mình những mẫu xe nhập khẩu nè, dòng xe tay ga nha các bạn ha. Và đồng hành với mình hôm nay sẽ là Yến, sẽ cập nhật cho anh chị các bạn mình. Chào em. Dạ, em chào anh, em Yến chào tất cả mọi người nha. Tại vì mình lên những cái dòng công tay nhiều rồi thì ở đây sẽ lên một cái dòng tay ga cho mọi người. Và dòng tay ga nhập khẩu, bình thường mọi người hay nghe em nhắc đến dòng nhập khẩu là chỉ có Vario đó thôi đúng không anh chị? Nhưng mà nay là em lên cho mọi người cái mẫu xe siêu dễ thương luôn, sạch copy ha. Thì ở đây là em có cho mọi người là hai cái màu sơn 3D khá là đẹp luôn cả nhà. Màu trắng cam và màu trắng hồng nha. Em này thì em Yến đang còn nhiều màu ở trong kho lắm, cho nên là mọi người mà muốn xem thêm nhiều màu xe hoặc là muốn có nhiều sự lựa chọn hơn thì mọi người có thể là alo ngay cho em để được hỗ trợ tư vấn ha. Em này cũng là xe của dòng Honda luôn mọi người. Đây, có một cái vỏ ở phía trước khá là dễ thương nha. Bản này 125 á em? Dạ đúng rồi anh ạ, bản này là 125 ha. Từ em thấy cái thiết kế nó rất là sao ta gọi là cute luôn á, từ cái mặt đồng hồ nè. Mặt đồng hồ cho mọi người xem ha. Đây cực kỳ dễ thương luôn mọi người. Ở đây thì mình sẽ xem được giờ thôi cả nhà. Rồi giờ xăng nhá. Với lại là xe này nó nhỏ gọn á các bạn. Và dạ, cấp xe cũng khá là rộng á. Đối với mức giá tầm 3X mà mọi người có thể, đây anh chị ơi, mình có thể sử dụng được một cái em xe này khóa thông minh cho mọi người nè ha, để an toàn hơn ha. Mình sẽ có hai cái chùm chìa khóa cho anh chị, một cái là mình sử dụng, một cái là mình dự phòng nha cả nhà. Em này thì đối với dòng Honda thường là sẽ có hai chìa và một cái mã cho mọi người để khi mà mình làm mất chìa khóa có thể làm lại nè. Và một cái khóa cốp, khóa mở cốp dự phòng để ví dụ như lỡ mà mình có bị quên chìa khóa trong xe cả nhà thì mình có thể là sử dụng em nó được ha. Rồi thì đối với dòng này nó cũng sẽ trang bị cho mọi người một cái tính năng khá là ok, đó chính là công tắc ngắt động cơ tạm thời trong vòng 3 giây. Giống như là ở những cái clip trước em có quay cho mọi người là những cái công tắc của cái dòng côn tay thì ở cái dòng tay ga này cũng có ha. Gương là gương được sơn cả cái màu 3D trùng với cái màu xe luôn, rất là đẹp nha. Hiện tại thì em này bên cửa hàng Yến để cho mọi người với mức giá chỉ từ 3X nhỏ thôi. Và khách hàng mua xe liên hệ trước với em thì sẽ được hỗ trợ giảm 2 triệu xăng xe nè. Rồi ngoài ra thì khi mà anh chị muốn mua trả góp dòng xe này thì mọi người đưa trước giúp em tầm 3 triệu là lên hồ sơ được ha. Còn ngoài hai cái màu xe này ra thì còn rất là nhiều màu xe khác, cũng như là sẽ còn rất nhiều dòng tay ga Vision là cả nhà, Vario, rất là nhiều màu sơn 3D. Cho nên là cả nhà mình quan tâm dòng xe nào mọi người có thể alo cho em để được hỗ trợ tư vấn kỹ hơn ha. Và những cái mẫu xe này thì bên em vẫn có hỗ trợ ship cho cả nhà mình luôn. Cho nên là anh chị vô tình xem được cái video này mà mọi người ở xa thì cứ liên hệ ngay cho em đi, để em hỗ trợ tư vấn cho mọi người, biết đâu là mình sẽ chốt được xe đúng không cả nhà. Hỗ trợ cọc ship cho mọi người rất là thấp luôn, chỉ từ khoảng 4 triệu là ship tận nhà, kiểm tra xe, kiểm tra giấy tờ mới giao tiền ha cả nhà. Nên là anh chị cứ yên tâm ha. Rồi mọi người đang có những cái nhu cầu thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ tư vấn gì thì nhắn cho em qua số điện thoại bên dưới màn hình hoặc là alo ngay cho em biết để được hỗ trợ giảm giá nè, tư vấn nè, cũng như là các chương trình khuyến mãi bên em nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của em Yến nha. Thì đây mình sẽ quay luôn là quay luôn cho mọi người cái dòng đằng sau đúng không anh? Rồi. Em tính kết thúc rồi hả? Dạ đúng rồi, em tính kết thúc rồi. Tại vì không có nhiều cái mẫu xe ở đây. Rồi ở đây thì sẽ có tiếp tục là một cái dòng tay ga nhập khẩu, cũng là của nhà Honda luôn cho mọi người ha. Em Vario. Ở đây thì sẽ có hai cái màu khá là đẹp. Em Yến từng quay một cái màu đỏ trắng như này rồi mọi người, và ở cái clip đó hình như là thu hút cái lượt xem của mọi người khá là nhiều. Tại vì cái em này cái hiệu ứng màu 3D rất là đẹp luôn mọi người. Thường á khi mà anh chị thấy một số chị em phụ nữ mình đi sơn móng tay á mới có cái hiệu ứng ombre như thế này thôi. Nên là nó khi mà nó lên được cái xe như thế này mà nó không có bị lỗi sơn là anh chị thấy cực kỳ tinh xảo luôn nha. Màu 3D này thì bên em Yến sẽ hỗ trợ bảo hành cho mọi người là trên 1 năm nha cả nhà. Và máy móc thì đối với dòng xe nhập khẩu là sẽ được bảo hành tại cửa hàng em 3 năm hoặc 30.000 cây luôn ha, nên là anh chị cứ yên tâm. Cái bên thì tiếp tục là sẽ có thêm một cái màu vàng 3D ha. Đối với dòng Vario thì ở đây em cập nhật màu khá là nhiều, cho nên là anh chị có nhu cầu, yêu thích, quan tâm cái mẫu nào thì mọi người có thể là chụp lại hình ảnh hoặc là nhắn tin cho em Yến để xem được nhiều mẫu xe hơn nha mọi người. Và cái dòng Vario bên em Yến thì đang có mức giá cực kỳ tốt cho cả nhà mình. Từ cái phiên bản tiêu chuẩn thấp nhất chỉ có 37.500.000 thôi, và tới cái phiên bản cao nhất khóa thông minh và đã bao gồm màu sơn 3D cho mọi người như thế này luôn ha, thì chỉ có 41.900.000 thôi. Đối với anh chị nào mình yêu thích cái màu jean, thấy màu jean thì nó sẽ rẻ hơn nữa. Và đặc biệt là có liên hệ đặt lịch trước với em Yến sẽ được hỗ trợ giảm giá nè.
những anh chị nào đang muốn lên đời xe thì cứ chạy qua bên em có thu xe cũ lên đời xe mới cho mọi người luôn. Và ví dụ như mà bạn bè người thân của mình đang có nhu cầu mua một cái dòng xe nào đó thì mọi người có thể liên hệ cho em Yến, giới thiệu đến cửa hàng em Yến sẽ hỗ trợ quay cho mọi người, mọi người sẽ hỗ trợ gửi tiền cà phê, tiền hoa hồng cho cả nhà mình nha. Rồi tiếp theo sẽ là Vision ha. Một cái màu mà khách hàng hỏi khá là nhiều đó chính là màu đen trắng như thế này, mão và mặt nạ dè trước là màu đen, phần đuôi đằng sau là màu trắng ha cả nhà. Lên cho mọi người là từ phiên bản khá thông minh, tem là tem nổi ha, chữ Vision nổi dán phía này cho mọi người nha, chữ trắng nha cả nhà mình. Thì hiện tại là em này em lên cho mọi người là phiên bản khá thông minh, mọi người muốn lên khóa chìa cũng được. Nếu mà lên khóa chìa hoặc phiên bản đặc biệt thì nó sẽ có cái màu yên là màu đen ha. Đây anh chị xem như thế này cho rõ, nó sẽ có cái màu yên là màu đen, còn cái phiên bản cao cấp thì nó sẽ có cái màu yên là màu nâu ha cả nhà. Hiện tại thì giá của em nó đang khá là tốt, chỉ từ khoảng là 31.400.000 cho tới tầm 36.900.000 chưa bao gồm giảm giá ha. Cho nên là anh chị quan tâm cái mẫu xe nào mọi người có thể là nhắn cho em Yến đi được xem kỹ hơn nha. Ở góc này thì em đang còn khá là nhiều màu của dòng Vision nữa, mọi người có thể xem qua nha. Đây rất là nhiều màu Vision luôn các bạn ơi, tha hồ lựa nè. Dạ rồi, đây rất là nhiều màu luôn. Trắng đỏ nè, xanh trắng nè ha. Rồi màu xanh rêu nè. Anh chị xem thích màu nào thì mọi người có thể chụp lại màn hình hoặc là cứ nhắn tin trực tiếp qua cho em Yến bảo là anh quan tâm cái mẫu xe đó của dòng Vision thì em có thể báo giá cho anh được không, thì em Yến sẽ hỗ trợ tư vấn báo giá cho mọi người. Ngoài ra thì sẽ có hỗ trợ ship xe cũng như là trả góp ha. Em này hỗ trợ cho mọi người mua góp chỉ từ khoảng 3 triệu là lên hồ sơ được nha cả nhà. Vẫn có hỗ trợ giảm giá như bình thường, chi hoa hồng và có thu xe cũ cho mọi người luôn ha. Ngoài ra thì đối với tất cả các dòng xe bên em đều có đặt sơn và có hỗ trợ ship. Cho nên là anh chị nào đang có nhu cầu quan tâm những cái dòng xe này, yêu thích mà ở xa không đến được trực tiếp cửa hàng thì mọi người có thể là alo ngay cho em Yến để được hỗ trợ tư vấn nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của em. Cả nhà mình quan tâm cái dòng xe nào thì mọi người nhanh tay liên hệ cho em để được hỗ trợ tư vấn và mua xe với mức giá tốt nhất cho cả nhà. Hẹn gặp lại anh chị ở video sau. Bye bye.